Alo, alo, xin chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề. Đó là cái cách thức mà chúng ta với những bạn mà vốn ít thì chúng ta đầu tư chứng khoán như thế nào? Hay đúng hơn là cái cách thức chúng ta quản lý cái danh mục của chúng ta với một cái số vốn nhất định, hoặc cái cách thức để nói chung là cái kinh nghiệm để chúng ta đầu tư thôi. Như thế nào cho nó hiệu quả trong cái thị trường này? Vì có khá nhiều bạn là cũng chia sẻ là nhắn tin cho mình nói là anh ơi em có 10 triệu thôi thì đầu tư cái gì? Em có 20 triệu thì làm sao? Rồi ví dụ em có 100 triệu thì em phải phân bổ vốn như thế nào? Mua những cổ phiếu như thế nào? Mua bao nhiêu cổ phiếu này kia đó. Như đó là những cái vấn đề mà các bạn hỏi khá nhiều ha. Và các bạn cũng đề xuất mình làm về cái chủ đề đó. Cho nên là hôm nay mình sẽ mạnh dạn mình chia sẻ với các bạn ha. Thứ nhất là về cái việc mà chúng ta vốn ít thì chúng ta đầu tư như thế nào và chúng ta phân bổ quản lý cái danh mục nó làm sao. Đó thì một số ý ngắn như vậy. Thì tỏ lướt qua cái tình hình của thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường hôm nay thì hồi phục khoảng 0,5%, cũng cũng gọi là tương đối, nhưng mà trong phiên thì nó cũng nhúng lên nhúng xuống cũng 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 khá là nhiều. Thì theo một cái kịch bản như trong cái video clip nhận định của tháng 6 hôm qua, tối hôm qua mình đăng mình có nói rồi. Những cái nhịp hồi như thế này thì chúng ta cố gắng là chúng ta canh chúng ta thoát thoát những cái cổ phiếu mà chúng ta đang bị mắc kẹt ở trên á, thì chúng ta nếu mà nó hồi phục lại thì các bạn canh các bạn thoát và chúng ta hạn chế mua mới trong cái nhịp này. Tất nhiên là không phải là không thể mua mới hay là gì, nhưng mà những cái cổ phiếu mà chúng ta đang bị lỗ rồi thì các bạn đừng có cái kiểu đừng có dại mà đi trung bình giá xuống hay gì thì chờ nhanh hồi phục hay gì đó thì chúng ta không không nên. Hoặc là bạn nào vay margin nhiều thì chúng ta hạ hạ thị trọng margin xuống, tốt nhất là cắt hết margin đi, đừng có vay, không có vay. Rồi một số các cổ phiếu mà nó trả cổ tức cao trong cái nhịp này này chúng ta cũng cân nhắc ha. Chứ nhiều bạn là thấy ví dụ này Hòa Phát chia xong nó giảm giá này, các bạn cứ rối rít lên hỏi có nên mua chưa, nên mua chưa. Rồi đến thứ 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 năm này là bắt đầu lại tới lượt P&G cũng chia này, chia cổ phiếu này, rồi các bạn cũng rối rít hỏi mua hay không mua. Rồi hôm nay là có Viettel Post cũng chia rồi ha, về 130 mấy thì cũng nhiều bạn hỏi là có nên mua hay không. Thì mình trong cái video clip về cổ tức thì mình chia sẻ hết rồi ha. Còn về phương châm những cái bạn nào mà nắm giữ cổ phiếu dài hạn thì mình có nói rồi, những cái điểm hỗ trợ về tới mức hỗ trợ, ví dụ như mình bảo FPT về khoảng 43 43 42 gì đó thì nó về tới đó thì các bạn cứ canh, các bạn mua rồi, còn chưa về thì cứ kiên nhẫn chờ thêm. Ví dụ vậy HVN cũng vậy, HVN thì mình nói là mua khoảng 40 39 40 gì đó cho đẹp, nhưng mà về 40 là mua được rồi, nay nó mới có về tới 41 thì mình cứ rối rít lên thì hỏi làm cái gì cho khổ ra, cứ chờ thôi. Rồi ví dụ như Vinhome này, Vinhome cũng có một số bạn hỏi bắt đáy được chưa, cô Tích Công hỏi bắt đáy được chưa, thì mình đã nhắn lại rồi cái điểm đó. Như vậy thì chúng ta cứ chờ thôi, chúng ta kiên nhẫn, tại vì hôm nay nó giống như một phiên hồi kỹ thuật thôi. Có thể ngày mai cũng sẽ lại lại xanh một chút xíu nữa, nhưng mà chúng ta quay lại cái đồ thị kỹ thuật đây, nó còn đặc biệt là cái vùng mà từ 940 này cho đến 957 này, 17 điểm này, cái vùng này nó có thể nó sẽ lềnh bềnh trong vùng này thì nó sẽ tương đối tốt. Này thứ nhất là không có thanh khoản này, thanh khoản cạn kiệt này. Đó thì các bạn cũng 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 lưu ý như vậy, chứ không phải là cái nhịp này là chúng ta canh chúng ta mua vào đâu. Tín hiệu nó chưa rõ ràng ha, mọi thứ chưa có gì là rõ ràng hết. Cho nên là cách tốt nhất là canh hạ cái tỷ trọng xuống. Hôm nay cái điểm tích cực đó là khối ngoại nó mua ròng khoảng 200 tỷ ha, trên San Jose. Chúng ta thấy là tổng nước ngoài mua là 542 mà bán là 350 thì đâu đó cũng gần khoảng 192 tỷ ha. Gần 200 tỷ. Đó, rồi tự doanh của chứng khoán cũng mua khá nhiều. Thì tự doanh chứng khoán mua thì chủ yếu là các cái mã lớn ha, mã trong rổ VN30 mà hôm qua mình có chia sẻ đó. 23 cái cổ phiếu trong danh mục VN30 là sẽ được tham gia làm chứng quyền đó, tham gia làm tài sản đảm bảo để phát hành chứng quyền đó. Thì có thể là nó sẽ gom mạnh những cái cổ phiếu trong rổ VN30, đặc biệt là FPT á, bạn nào đang canh mua FPT thì cũng hết sức cân nhắc. Nó có thể về tới rồi hoặc là gần tới. FPT đâu rồi? Đây, nó đang khoảng 43.3 thì nó cũng gần cận 43 rồi, có thể là cân nhắc mua được á. Thì các bạn cũng cũng xem xét những cái phiên ngày trong tuần này chúng ta có thể là cân nhắc. Còn nếu các bạn đã xác định dài hạn thì chúng ta không 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 gọi là ăn thua nhau một vài giá, thì 1-2-2 highlight thì không ăn thua ha, tức là 1-2-3 chấm thì không ăn thua, nó cách nhau 1-2 nghìn thì nó mới mới lo, chứ còn 1-2 giá thì thôi, 1-2-3 chấm 2-3 line thì chúng ta cứ 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 chấp nhận ha, chúng ta canh chúng ta nhặt vô, chứ trường hợp mà nó quay đầu nó đi luôn là khó mà gom được. Thì các bạn để ý là những cái nội dung liên quan đến kháng cự và hỗ trợ, nó về hỗ trợ thì chắc chắn nó cũng khó giảm sâu lắm, còn trường hợp nó lùng hẳn thì thôi chúng ta phải thoát thôi, chứ còn bình thường thì các bạn cứ cứ yên tâm, cứ yên tâm những cổ phiếu nào chưa tới thì kiên nhẫn chờ nắm giữ, chứ không có đến nỗi nào đó. Thì về mặt kỹ thuật thì mình vẫn nhận định như vậy. Thì mình tranh thủ mình lướt luôn trên cái nội dung của ngày hôm nay.
Thì trước khi đến với nội dung chính của video thì các bạn lưu ý là các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình ha, thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để các bạn có thể xem được những cái video khác liên quan đến thị trường, liên quan đến đầu tư trong kênh của mình. Và khi các bạn xem thì các bạn hãy like và share video để ủng hộ cho kênh. Các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về cái chủ đề thì các bạn cũng comment ở phía dưới ha, chủ đề mình đang chia sẻ ở đây chẳng hạn ha, thì các bạn có góp ý về cái chủ đề hoặc là có cái nhận xét gì thì các bạn cũng comment ở phía dưới, hoặc là đề xuất thêm một cái chủ đề gì khác mà các bạn đang quan tâm, các bạn đang còn thắc mắc đó, thì mình sẽ tranh thủ mình chia sẻ với các bạn. Hoặc là các bạn có nhận định về muốn nhận định về một cổ phiếu nào đó thì các bạn cũng comment. Và nhận định thì các bạn lưu ý là nhận định theo chiều nào ha, ví dụ mua được không hay bán được không hay là nên làm như thế nào, chứ đừng hỏi anh ơi cho em hỏi chống không rồi đó, anh ơi cho em hỏi Hòa Phát, hỏi mỗi vậy thì anh chả biết nói kiểu gì. Thêm một cái nữa là các bạn thấy là cái lượt đăng ký kênh của mình hôm nay mình cũng khá là vui ha, nó đạt khoảng con số 7.000. Lúc mình làm mình nãy mình nói thì nó khoảng 7.000, bây giờ lên 7.001 rồi. Cái lượt đăng ký của các bạn tăng khá là nhanh. Tăng khá là nhanh thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã gọi là tin tưởng và đã ủng hộ cái kênh của mình ha, cũng đã tin tưởng mình cũng như là tin tưởng kênh của mình để các bạn ủng hộ và các bạn theo dõi ha, những cái kinh nghiệm để chúng ta đầu tư làm sao cho nó hiệu quả. Thì thông qua cái việc mà các bạn đặt câu hỏi thì mình thấy đa phần là những bạn đăng ký kênh, subscribe kênh của mình để theo dõi rồi cũng như là đặt những câu hỏi, thì đa phần là những bạn mới bước vào thị trường ha, những bạn mà có thể là còn ít kinh nghiệm ha, còn khá nhiều các cái câu hỏi mà các bạn đặt câu hỏi thì mình biết là cái gọi là cái việc các bạn mới tham gia thị trường thôi, chứ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ha, chưa có nhiều cái kiến thức trong cái thị trường này, thì các bạn đang hỏi để chia sẻ thì mình cũng cố gắng mình phản hồi, đặc biệt là trong cái phần mà comment của các cái câu hỏi của các bạn á, đặt câu hỏi phía dưới á, thì để như vậy là các bạn biết là tại sao mình muốn là các bạn comment đây, tại vì có khá nhiều bạn nhắn tin Zalo, Facebook thì nhiều lúc thứ nhất là mình bận mình không trả lời được, cái thứ hai là các bạn nhắn như vậy thì mình chỉ trả lời cho một mình bạn được thôi, còn những bạn khác thì lại không biết. Tuy nhiên là các bạn chỉ cần comment ở phía dưới video này khi mình trả lời luôn, thì những bạn khác khi họ đọc những cái comment đó, họ có thể vừa xem video, họ có thể vừa lướt qua các cái comment mà họ thấy những cái nội dung mà các bạn đã hỏi rồi, mình trả lời rồi thì họ không hỏi nữa. Thì nó nhanh hơn, và khi mà chúng ta học, đây là một hình thức chúng ta học ha, chúng ta học thì chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ nhanh giỏi hơn ha, chứ không phải là mình lười trả lời hay là gì hết ha. Chứ còn nhiều bạn nhắn tin thì mình không trả lời kịp thì cũng khổ. Đó. Rồi cái thứ hai nữa mình cũng chia sẻ luôn là cái kênh của mình thật ra lúc đầu là mình cũng không tính làm cái này. Không tính làm những cái video như thế này. Tuy nhiên là trong quá trình mình làm rồi thì lại cũng có khá nhiều bạn quan tâm ha, khá nhiều bạn hỏi rồi, khá nhiều bạn yêu cầu. Cho nên mình lại vô tình thôi là mình bị quấn theo cái này. Mình làm chứ thực chất lúc đầu là mình cũng không có chủ đích nhiều. Giờ nó quấn theo rồi, giờ lại phải hỗ trợ cho các bạn, nhưng tự nhiên không hỗ trợ bỏ rơi các bạn thì cũng cảm thấy áy náy ha. Mà thật ra thì cái ý định ban đầu của mình là do là một số người bạn của mình đầu tư rồi, kể cả đầu tư vào thị trường chứng khoán rồi đầu tư vào thị trường tiền điện tử này nọ, bị thua lỗ rất là nhiều ha. Thì thua lỗ rất là nhiều cho nên là cũng đâm ra chán nản, rồi đâm ra thù ghét thị trường này nọ, đại loại vậy. Thì các bạn ấy cũng chia sẻ, rồi cũng nói chuyện, sau nhiều lần nói chuyện thì mình cũng đi lên, mình cũng xem, rồi mình cũng thấy là cũng đúng thật là cũng khá nhiều là bạn, là đặc biệt là cái vấn đề về tiền điện tử là nhiều bạn thua trong cái việc mà nó lừa đảo, đa phần là lừa đảo. Có thể mình sẽ chia sẻ thêm một cái clip ngày mai về cái vấn đề lừa đảo này nọ ha. Nhưng mà đa phần là bị thua trong cổ phiếu, các bạn chơi các bạn thua cũng nhiều đó, thì mình cố gắng làm sao mình chia sẻ để cho các bạn có cái cách, có cái góc nhìn, chứ để người ta nhìn có một cái nhìn méo mó về thị trường thì nó không nên, đúng không? Với lại cái thứ hai là khi mình chia sẻ thì thực sự là mình biết gì và mình gọi là khả năng của mình tới đâu là mình chia sẻ hết tới đó, không giấu giếm ha. Có thể là các bạn đi học người này học người kia, học thầy này thầy nọ, thì có thể là người ta còn giấu cái này giấu cái kia để người ta có thể là, ví dụ một lớp thì nhiều khi các bạn học một lớp thì nó lại còn mập mờ một cái lớp sau nữa, tức là nó yêu cầu các bạn tham gia nhiều lớp để cho cái kiến thức nó tăng lên, nhưng mà thực chất là nó cứ giấu để cho các bạn đua theo nó, mà cuối cùng là trả tiền cho các khóa học không đâu vào đâu hết đó. Là cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà những một người thầy có tâm thì tôi nói là chỉ cần dạy sơ bộ là chúng ta có thể hiểu được, chứ còn đây những người thầy mà giấu mà thực sự là không có kinh nghiệm mà chỉ là thầy thôi, chỉ là thầy mà dạy trên lý thuyết thôi thì nhiều lắm, và chúng ta học xong chúng ta cũng chả áp dụng được cái gì cả, rồi cuối cùng mất tiền mất thời gian mà không áp dụng được vào trong thực tế. Một ông thầy mà giỏi mà từng trải qua thị trường thì người ta dạy sẽ rất là dễ hiểu, và đặc biệt là người ta không giấu gì, tức là người ta phải kiếm tiền từ thị trường, chứ người ta không kiếm tiền bằng cái việc người ta dạy ha. Cái đấy là thầy thuần túy chứ không phải là thầy thực sự ha, không phải thầy có kinh nghiệm. Thầy thuần túy là thầy kiếm tiền bằng việc đi dạy ha, và ông là chả có kinh nghiệm gì thực chiến cả, cho nên dạy không bao giờ đúng, và các bạn áp dụng vô sai tét lét hết
và các bạn vô là thị trường là bị nó vật cho te tua luôn. Còn nếu mà một người mà từng trải qua thị trường và nó chia sẻ lại cái kinh nghiệm thì tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn, và nó thực tế hơn và các bạn nó dễ hiểu hơn. Chứ còn nó thực sự là có nhiều bạn cũng nói là em đi học xong thầy dạy xong em về em áp dụng nó sai sai bét, hoặc là chẳng đúng gì cả, hoặc là dạy không hiểu gì hết. Nó cái đấy thì nó rất là khó như vậy. Còn thực ra mình chia sẻ thì cái phương châm của mình không giấu gì là vì sao, bởi vì mình mục đích của mình á là chia sẻ để mọi người cùng phát triển ha, cùng đầu tư cho nó hiệu quả. Bởi vì mình cũng là dân văn phòng thôi ha, làm lương thì nó cũng bèo bèo thôi chứ không phải là cao lương lắm đâu. Đó, nhưng mà mình muốn là các bạn phải biết cách chúng ta đầu tư với số tiền nhỏ nhỏ nhất. Chứ còn tiền mà chúng ta làm ra rồi chúng ta xài hết hay là chúng ta đầu tư cho những thứ nó không đúng hoặc là bị người ta lừa mất thì rất là sót. Còn đây khi chúng ta đầu tư vào thị trường cổ phiếu thì tôi chia sẻ luôn là khi chúng ta mua cổ phần của doanh nghiệp, tức là chúng ta đang góp tiền vào cho doanh nghiệp nó làm ăn. Đó. Tất nhiên là cái này thì cái việc mà chúng ta phải tin tưởng vào lãnh đạo, tin tưởng vào doanh nghiệp và tin tưởng cái doanh nghiệp đó nó làm ăn là nó có lãi. À, thì cái đấy là cái cách thức chúng ta lựa chọn doanh nghiệp, tức là chúng ta góp đưa tiền của mình cho doanh nghiệp làm ăn. Và khi doanh nghiệp nó làm ăn sau 1 năm thì thứ nhất là cái việc doanh nghiệp họ làm ăn trên thị trường thì họ phải cạnh tranh thì thôi kệ họ đi, nhưng mà họ tạo công ăn việc làm cho những người khác, đó, góp phần làm cho xã hội phát triển, đúng không? Rồi khi mà họ làm ra cái lợi nhuận thì họ lại chia lại cái lợi nhuận đó cho mình, tức là mình nhận lại về cổ tức, mình nhận về cổ phiếu, nhận về lợi tức, rồi nhận về cái việc mà nhiều người tin tưởng thì nó tăng giá của cổ phiếu lên. Thì đó là cái việc là mình cũng góp phần cho xã hội. Và như tôi chia sẻ ở đây là tôi chia sẻ hết, bởi vì tôi không ăn tiền của các bạn mà các bạn cũng chẳng được ăn tiền của tôi. Đó, mà chúng ta đang đầu tư vào cho doanh nghiệp, họ làm ra tiền cho chúng ta. Đó, còn nó không có một số bạn hỏi thì tại sao tôi không giới thiệu về phái sinh, bởi vì bản thân bạn nói thiệt với bạn là tôi không chơi phái sinh, bởi vì bản chất của phái sinh nó là giống y như cờ bạc, năm ăn năm thua. Và khi các bạn chơi phái sinh thì tôi ăn thì các bạn sẽ phải là người thua, mà tôi thua thì các bạn ăn. Đó, và sàn nó chỉ đứng là trung gian và nó thu phí thôi, các bạn thắng không biết, nó thắng nó cũng thu phí và thua nó cũng thu phí, nói chung thằng nào thua thắng gì cũng chết với sàn hết, nó thu phí thôi. Đó, còn còn tôi mà giả sử tôi thắng được 5 triệu thì sẽ phải có một ai đó thua 5 triệu, ví dụ vậy. Còn đây khi các bạn đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phiếu thì cái việc mà làm ra tiền, làm ra lợi nhuận là doanh nghiệp nó làm cho các bạn không phải làm nó, và tôi cũng không lấy tiền của các bạn mà các bạn chẳng lấy tiền của tôi, cho nên tôi chia sẻ hết, có gì tôi nói hết. Còn có thể đụng chạm đến ai đó hoặc đụng chạm đến broker, đụng chạm đến một nhóm nào đó hay là một bạn nào đó mà các bạn cảm thấy không hài lòng á thì các bạn cũng bỏ qua ha, thì mình cứ chia sẻ hết như vậy để chúng ta cùng phát triển thôi, đóng góp vào cho xã hội. Chứ còn còn như như phái sinh thì có nhiều bạn cũng các cái sàn nó rất là khuyến khích và nó rất là thích chỉ các bạn chơi phái sinh, bởi phí nó cao ha, và phí nó cao thì các bạn giống như là nó thuộc dạng ăn thua mà nó máu lắm ha, các bạn chơi nó giống như đánh bạc vậy đó. Là càng thua càng máu gỡ, ví dụ vậy đó. Nhưng cuối cùng là sàn nó lợi, chúng ta chả được lợi gì mà chúng ta đang giết nhau. À, sàn nó đứng ngoài nó thu phí thôi, còn nó cũng đâu mất gì đâu đó. Còn các bạn cứ tốt nhất là đầu tư vào cổ phiếu ha. Thì đó là một số cái chia sẻ bên lề về cái kênh này thôi. Thì cũng rất mong là các bạn chia sẻ rồi like kênh để ủng hộ cho kênh để nó phát triển và nhiều người biết đến thông tin này hơn, nhiều người được tiếp cận các cái video này hơn thì có thể là chúng ta sẽ đầu tư nó hiệu quả hơn. Rồi, quay lại với cái nội dung chính đi. Vậy vốn ít phải đầu tư như thế nào? Thì như lúc nãy tôi nói với các bạn ha, là cái việc mà chúng ta đầu tư thì chắc chắn. Còn nếu mà chúng ta có thể là có nhiều kênh đầu tư ha, nhưng mà tôi đang nói về đầu tư vào thị trường chứng khoán thôi. Còn có nhiều kênh đầu tư như là đầu tư về bất động sản thì phải cần vốn nhiều. À, tôi đang nói về đầu tư vốn ít. Vốn ít thì các bạn có thể là có một hình thức nữa mà có nhiều bạn cũng đang comment hỏi mình á, là đầu tư vào quỹ mở, thì đó cũng là một cái cách. Quỹ mở của ví dụ Vietcombank nó cũng có quỹ mở đó. Quỹ mở Vietcombank thì các bạn có thể là đầu tư vốn ban đầu ít rồi mỗi tháng hoặc là một cái kỳ hạn nhất định các bạn có thêm tiền thì các bạn cứ nạp vô thôi. Thì nó là một cái quỹ mở và nó các bạn cũng có thể rút bất cứ lúc nào và nó tính lãi cho các bạn thì cũng tương đối. Thì đó là một cái cách đầu tư gọi là an toàn hơn. Tuy nhiên là cái mức lãi suất của nó thì nó cũng không cao hơn. À, còn cái đầu tư vào thị trường chứng khoán thì chúng ta có thêm giống như nãy tôi nói đó, chúng ta góp phần làm cho doanh nghiệp nó phát triển, cho xã hội phát triển, tạo công ăn việc làm cho mọi thứ. Đó thì nó cái ý nghĩa của nó thì tốt hơn. À, nó và nói chung là đầu tư thì ai cũng có thể làm được. Đầu tư chứng khoán nó không không khó đâu ha. Các bạn cứ đừng có nghĩ là nhìn vô cái bảng điện, có nhiều bạn lại bảo nhìn vô cái bảng điện rối tù lù mù lên này, không biết đường đặt lệnh sao, không biết mua bán sao, nhìn không hiểu cái gì. Thì tất nhiên là lúc đầu không ai hiểu cả, rồi từ từ các bạn sẽ hiểu, đúng không? Thì nói chung là ai cũng làm được, nhân viên văn phòng cũng làm được, học sinh sinh viên rồi nội trợ hay là công nhân, có những bạn là lái xe cũng đầu tư được, thì thế đây bình thường. Nói chung chỉ cần là các bạn đam mê, các bạn thích đó và các bạn chịu khó học hỏi những cái kinh nghiệm nữa, tích lũy cho mình một cái số vốn nhất định là các bạn cũng có thể đầu tư rồi. Có nhiều bạn hỏi là 5 triệu 10 triệu đầu tư được không, tôi nói là 100.000 các bạn cũng đầu tư được.
Đấy là cái cách thức như vậy. Đó. Thì trong quá trình chúng ta đầu tư thì chúng ta tích lũy thêm cái kiến thức cho mình. À, bây giờ các bạn mua 5-10 cổ phiếu cũng được, mua 10 cổ phiếu được, min là 10 cổ phiếu đúng không? 100.000 là mua 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu 1.000 là cũng 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 được rồi. À, là 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu 10.000 là 100.000 các bạn mua được rồi. Vô tư ha. Đó, vậy thì để đầu tư thì làm như thế nào để gọi là giống như cái đó là đầu tư chứng khoán như thế nào và đầu tư như thế nào cho hiệu quả. Có thể video này nó sẽ dài một xíu ha. Có nhiều bạn cứ nói là phải làm ngắn thôi, nhưng mà thực chất nói ngắn thì nó không hết ý. À, mà nói dài thì nhiều khi các bạn không xem thì thôi kệ, ai mà xem thì được kiến thức, còn ai không xem thì thôi cũng chẳng mất gì ha. Tôi chẳng được gì mà các bạn cũng chẳng mất gì. À, nói chung là làm sao đó để các bạn đầu tư được thì thích thì xem, không thích thì thôi. Rồi, đầu tiên mà để đầu tư vào thì cái trước mắt mà tôi vẫn luôn nói với các bạn đó là các bạn phải đầu tư cho bản thân trước. À, cái thuật ngữ đầu tư đây, đầu tư bản thân là gì? Tức là các bạn phải học. Tức là đầu tư cho kiến thức trước, kiến thức của các bạn. À, thì phải có kiến thức trước chúng ta mới đi mua, chứ giống như bây giờ các bạn nhìn được cái bảng điện này, các bạn không biết gì thì đố các bạn đặt lệnh được, các bạn chẳng hiểu cái ý nghĩa của các cái con số xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng này là gì, đúng không? Thì các bạn phải đầu tư, các bạn học trước. À, các bạn có thể là đọc, có thể là đã học, có thể là nghe, có thể là xem các video của tôi chẳng hạn, và có thể lên mạng đọc những cuốn sách chẳng hạn, đi đọc những cuốn sách rồi nghe những người đi trước, những người có kinh nghiệm người ta chỉ cho các bạn. À, đó thì đó là một cái cách học ha, một cái cách học. Rồi học thì các bạn có thể là học qua sách, học qua bạn bè, học qua đài, hoặc qua tivi, hoặc qua các video clip mà trên YouTube người ta chia sẻ. À, hoặc là nghe người ta kể lại, thì đó là cách học. Rồi học cái gì thì các bạn học về phân tích cơ bản của doanh nghiệp, học về cách nhận định một cổ phiếu tốt, một cổ phiếu xấu. Trong các video clip trong kênh tôi có chia sẻ rồi đó, cách nhận diện cổ phiếu xấu, rồi cách đọc báo cáo tài chính, rồi học về phân tích kỹ thuật để biết điểm mua điểm bán như thế nào cho nó phù hợp. Tức là các bạn phải trau dồi các cái kiến thức liên quan ha, về phân tích cơ bản, về phân tích kỹ thuật, rồi về cái kinh nghiệm người ta sẽ truyền đạt cho các bạn, và có rất nhiều cách học đó. Thì cái đó là cái đầu tiên là các bạn phải học. Vậy sau khi các bạn học xong thì có cần ghi ở đây không, hay là chắc là mình ghi ở đây để cho các bạn có thể là hình dung ra, chứ nhiều bạn lại bảo ông cứ nói không à mà các bạn không nhớ gì hết ha, các bạn không 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 hiểu ha. Rồi, đầu tiên là chúng ta học. Rồi sau đó các bạn mở tài khoản. À, các bạn bắt buộc phải mở một tài khoản ở công ty chứng khoán. Thì tôi không làm cho công ty chứng khoán nào hết ha. Các bạn phải lưu ý như vậy. Các bạn mở công ty nào cũng được. Tôi không không gọi là không cổ xí cho một cái doanh nghiệp nào nó cũng như nhau hết. SSI cũng được, HSC cũng được, VN Direct cũng được. Tức là trên thị trường chúng ta ba doanh nghiệp này là lớn nhất về thị trường chứng khoán ha. Thì mỗi doanh nghiệp nó có một cái thế mạnh riêng. Ví dụ VN Direct thì nó mạnh về các cái khách hàng cá nhân. À, tức là nhà đầu tư nhỏ lẻ. Còn HSC thì nó phù hợp cho các cái khách hàng doanh nghiệp. À, còn SSI thì nó chung và nó mạnh về các cái mảng về phái sinh này nọ. Đó thì mỗi doanh nghiệp nó có một cái thế mạnh riêng, thì chúng ta lựa chọn doanh nghiệp nào cũng được. Tôi không thuộc doanh nghiệp nào cho nên là các bạn chơi cái nào kệ các bạn, tôi không quan tâm. Thuế phí nó như nhau. À, thì đấy. Thì khi các bạn mở tài khoản rồi thì chúng ta bước tiếp theo là chúng ta nạp tiền vào. À, thì đầu tiên các bạn nạp ít thôi. À, các bạn có bao nhiêu thì là quyền của các bạn ha, các bạn tham gia ít thì tham gia nhiều. Đó, và chúng ta nhớ là khi mà chúng ta tích lũy được các cái kiến thức rồi, đúng không? Chúng ta giống như chúng ta học rồi, học về phân tích cơ bản, học phân tích kỹ thuật học hết rồi. Đó, thì các bạn bắt đầu là các bạn mở mở tài khoản xong các bạn nạp tiền vô. Thì các bạn lúc này là cái giai đoạn này các bạn có thể gọi là lướt lát bám sàn, để thứ nhất là chúng ta thử nghiệm, và thứ hai là chúng ta tích lũy kinh nghiệm. Thử nghiệm tức là chúng ta phải cho quen cái việc mà chúng ta đặt lệnh mua, đặt lệnh bán đi, đúng không? Biết cách mua, cách bán như thế nào. Nó rồi chúng ta thử nghiệm với những kiến thức chúng ta học được. Ví dụ như là tôi chỉ về cách xác định điểm mua, điểm bán chẳng hạn. Thì các bạn áp dụng vô luôn. Xem là ông chỉ như vậy, giờ tôi tự tự nghiên cứu, tôi áp dụng xem có đúng hay không. Đó là cái cách các bạn tích lũy kinh nghiệm. Thì thường á, thường ấy, cái mà khi các bạn tham gia vào thị trường, khi mà các bạn thực sự mua bán cổ phiếu á, cái mà các bạn thiếu nhiều nhất không phải là kiến thức, mà các bạn đã thiếu là cái kinh nghiệm thật, cái sự từng trải trên thị trường. À, các cái quá trình của một cái thị trường nó vận hành. À, thì các bạn bị thiếu cái đó, đúng không? Và đặc biệt là khi mà hầu hết những bạn mà mới vào thị trường á, thì các bạn lại giống như là các bạn lại quá quá tin tưởng vào vào những cái gì mà các bạn được học. Ví dụ tin tưởng vào sách chẳng hạn, tin tưởng vào cái ông thầy nào đó đã dạy cho các bạn. Đấy, thì nhưng mà các bạn phải biết là khi các bạn vào thị trường rồi, các bạn thấy là nó không phải như vậy ha, nó biến động kinh khủng. À,
thì nó phải biến động như vậy thì nó mới là bản chất của thị trường là như vậy, thì nó mới tạo ra cái lợi nhuận từ những cái biến động đó đó. Và khi các bạn mới bắt đầu mua thì theo tôi nghĩ là các bạn không nên nghĩ nhiều về vấn đề về lời hay lỗ, không nên nghĩ vấn đề mất hay được, tiền nhiều hay tiền ít, mà các bạn nên là gọi là tìm ra những cái gọi là tích lũy được những cái sai lầm ha, tìm ra những cái sai sót của mình. Sai sót tại sao là mình đặt lệnh sai chẳng hạn, tại sao mình đua lệnh mình mua con đó mà không được, hay mà tại sao mình lại phải đi đua lệnh ví dụ vậy ha. Rồi các bạn này, tại sao tôi đặt lệnh mãi mà nó không khớp đó, đó là cái quá trình đầu tiên là chúng ta không không nên nói là anh ơi nay em lần đầu tiên em mở tài khoản em vô em mua cái mà thấy nó giảm quá em làm sao đó. Các bạn không nên quan tâm về vấn đề đó, các bạn mua để các bạn biết thôi, vốn rất ít thôi, bỏ bỏ khoảng khoảng vài 1% thôi tài khoản các bạn vô đây à, để các bạn làm quen với cái vấn đề này đó. Và để chủ yếu là chúng ta biết cái cách của cái thị trường này nó vận hành như thế nào, chứ chúng ta làm cái gì chúng ta không hiểu nó vận hành như thế nào làm sao mà chúng ta kiếm tiền từ nó được đó, thì chúng ta có thể là thua lỗ trong những cái giai đoạn đầu tiên này thì là chắc chắn sẽ có. Và chính những cái thua lỗ đó thì chúng ta mới rút ra là chúng ta tại sao chúng ta mua cổ phiếu đó mà nó lại giảm, mình đã áp dụng đúng tất cả các cái sách rồi tại sao nó lại giảm ví dụ vậy, thì các bạn phải rút ra được cái bài học. Thì với cái bước này thì tôi nghĩ là tôi khuyên, thật sự khuyên các bạn là hãy hãy lựa chọn ha, hãy lựa chọn và tự đặt mua cái cổ phiếu đầu tiên, tức là cổ phiếu đầu tiên mà các bạn lựa chọn. Nói chung là cái gì ban đầu nó cũng đều rất là tốt đẹp ha, nói chung là giống như là cái thứ gì người ta hay nói tình đầu thì khó phai đúng không đó. Thì đầu tiên là các bạn hãy tự lựa chọn cho mình một cổ phiếu mà các bạn thích nhất, các bạn yêu nhất và các bạn cảm thấy là khoái nhất, tức là các bạn hãy nên vì một cái gì đó mà các bạn mua nó ha, các bạn nhớ là tại sao mà mình mua nó, có thể sau này nó giảm hoặc là mình không chơi nó nữa, mình bỏ qua hoặc là mình thấy nó xấu quá mình không tham gia nữa, nhưng mà các bạn hãy nhớ là cái cổ phiếu đầu tiên là các bạn tự chọn và tự mua, và các bạn hãy nhớ tại sao các bạn mua nó và tại sao các bạn không tham gia với nó nữa đó. Cái gì cũng vậy, cái đấy là cái gọi là cái kỷ niệm của các bạn ha, và cái là cái đầu tay của các bạn đó, giống như chúng ta chập chững bước đi đầu tiên thì chúng ta phải tự bước đi chứ chẳng ai dìu chúng ta được đó, thì cái đó là khuyên các bạn là như vậy ha, hãy nhớ là tự mua cổ phiếu đầu tiên của mình. Thì trong quá trình đó thì các bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm ha, tích lũy được kinh nghiệm rồi chúng ta cũng trải qua cảm xúc vui buồn lúc thị trường tăng lúc thị trường giảm nó như thế nào để chúng ta biết cách. Rồi mà sau khi các bạn đã trải nghiệm rồi đủ một thời gian, các bạn cảm thấy đủ chín rồi, đủ tự tin rồi, thì các bạn bắt đầu lúc này các bạn mới chính thức là các bạn đầu tư. Lúc này nó gọi là thuật ngữ là lúc này mới chính thức là đầu tư nha, lúc nãy chưa gọi là đầu tư đâu. Đó. Thì khi mà vào đầu tư thì các bạn lại phải gọi là biết cách quản lý cái danh mục, quản lý danh mục của mình, tức là đầu tư lúc này đầu tư lâu dài, đầu tư lâu dài tức là đầu tư cho tương lai ha. Bạn phải nhớ vậy, cổ phiếu là các bạn đầu tư cho tương lai chứ các bạn không thể đầu tư cho ngắn hạn được. Tất nhiên là như tôi nói rồi, đầu tư cái mục đích của đầu tư là gì, mục đích của đầu tư mà khi các bạn hướng tới đó chính là lợi nhuận đúng không, các bạn nhớ này, mục đích của bạn hướng tới là lợi nhuận. Lợi nhuận thì các bạn đầu tư có thể là lâu dài hay ngắn, thì hôm nọ tôi chia sẻ trong cái video clip là mua cổ phiếu dài hạn hay ngắn hạn đó, thì các bạn nhớ rồi, cứ có lợi nhuận là các bạn bán đó. Rồi thì đối với cái thị trường này ha, chúng ta gọi là kiếm được tiền thì đã khó, tất nhiên là không phải là có nhiều bạn thì bảo là tưởng là gọi là cái gì cái gì đãi đãi người mới hả, người mới vô là thường 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 là những người mới vô mà mua đại đi thì nó lại có lời, còn những ông nào mà học cho kỹ vào xong rồi ngâm cứu cho kỹ vào xong cuối cùng áp dụng vô mua là rớt là lỗ. Nhưng mà theo tôi nghĩ là nên lỗ từ những giai đoạn đầu như vậy thì các bạn mới rút ra được bài học, chứ còn nhảy vô mà mua thấy nó ngon quá là các bạn quên hết những bài học đó đi thì các bạn sẽ mất nhiều hơn. Tôi nói rồi đó, cho nên là cái kiếm được tiền thì khó, nhưng mà chúng ta làm sao cho cái lợi nhuận nó gia tăng lên, rồi cái ví dụ cái cổ phiếu của chúng ta nó gia tăng lên cũng được, hoặc là cái đồng lời nó gia tăng lên, nó tích lũy giá trị theo thời gian, thì cái đó mới là khó đó. Thì vậy cho nên là chúng ta lại băn khoăn là chúng ta giống như là mua cổ phiếu nào rồi mua bao nhiêu tiền rồi mua thời điểm nào đó, thì cái lúc đấy chúng ta đặt câu hỏi đó. Thì với cái lúc này này, bởi vì cái lúc này là các bạn đã gọi là sao ta, lúc này các bạn xuống tiền rồi đúng không, lúc này là các bạn đã bỏ tiền ra rồi, nó bỏ vốn ra rồi, các bạn bỏ tiền vào rồi, thì lúc này các bạn phải nói là cái số tiền này là tiền gì, tức là ví dụ các bạn nói là bạn có 10 triệu chẳng hạn, 10 triệu này là tiền gì, tiền dư của các bạn hay là tiền tích lũy hay là có nhiều ông thì bảo là sinh viên mà mượn mượn tạm tiền đóng học phí mẹ đưa cho thì đi trading kiếm tí đã
Ví dụ vậy ha, thì các bạn phải nhớ là cái mục đích của đồng tiền này ha, mục đích của đồng tiền này các bạn bỏ vào là gì? Tiền nó là tiền nhàn rỗi hay là tiền tích lũy của các bạn? Đó là cái đầu tiên. Và các bạn thả cái đồng tiền vào cái đầu tư này để nhằm mục đích gì? Mang lại lợi nhuận hay là đầu tư lâu dài hay là để lấy tích lũy? Nhớ nhá, mang lại lợi nhuận, đầu tư lâu dài hay là tích lũy. Có nhiều bạn thì nói là em làm một tháng dư 2 triệu em bỏ vào đây em mua em tích lũy, thì đó là một cái cách đó. Còn có những ông thì giống như tôi nói đó, lấy trộm tiền học phí đi đi bỏ vào kiếm tí, gọi là kiếm tí thêm đó. Còn cũng có những người là người ta bỏ vào để người ta đầu tư đó, thì đó là các bạn phải nhớ là cái mục đích các bạn bỏ đồng tiền này vào là cái gì. Rồi, và cái thứ hai là các bạn hỏi là khi nào các bạn cần lại cái đồng tiền này. Có những người giống như bảo đấy, sau một tháng thì các bạn phải lấy ra, các bạn đóng học phí ví dụ vậy. À, cũng có người bảo là sau một tháng tôi phải nộp vào công ty ví dụ vậy, hoặc sau 5 ngày là tôi phải trả lại cho vợ ví dụ vậy đó. Thì là chúng ta phải muốn là khi nào chúng ta cần lại tiền. Có những người bảo tôi thả vào đấy 5 năm sau tôi mới cần, thì đó là cái thời điểm ha. Thì các bạn phải trả lời được câu hỏi là khi nào các bạn cần lại tiền. Rồi cái ngược trở lại thì các bạn, khi các bạn như vậy rồi thì các bạn mong muốn cái lợi nhuận là bao nhiêu? Ví dụ các bạn bỏ ra đây 100 triệu thì cái mong muốn các bạn là cái số 100 triệu đó nó sinh sinh lợi là như thế nào ha, cái mức sinh lợi là bao nhiêu đó. Mức sinh lợi các bạn phải đặt được câu hỏi là mức sinh lợi sẽ là bao nhiêu để chúng ta biết. Nên giống như là chúng ta không không xác định được cái việc mà chúng ta đầu tư vào đây thì giống như chúng ta sống cuộc sống nó vô nghĩa, không có mục đích, đúng không? Đó, thì bây giờ mục đích của các bạn đầu tư vào đây là kiếm tiền. Vậy thì kiếm bao nhiêu đấy? À, có những bạn thì bảo là một tháng kiếm 5% thôi cũng được. Ví dụ bỏ ra 100 triệu tháng kiếm 5% là 5 triệu được không? Quá được đi chứ, đúng không? Đó, thì các bạn phải đặt ra cái mức lợi nhuận hoặc là cái mục đích của các bạn là khoảng khoảng lợi nhuận là bao nhiêu. Đó. Rồi thì đó là cái đầu tiên là khi các bạn bỏ tiền vô. Vậy thì lựa chọn như thế nào? Đấy, khúc này thì chúng ta sẽ lựa chọn danh mục và quản lý danh mục như thế nào. Thì các bạn cũng phải cân nhắc ha. Và cái này thì tôi chia sẻ luôn. Ví dụ như các bạn, có nhiều bạn hỏi là bạn các bạn có 100. Mà đây là các bạn có 100 triệu ha. Tôi đang nói ví dụ thôi, thì các bạn sẽ làm như thế nào, các bạn quản lý danh mục như thế nào. Tức là thường nhiều bạn là gửi cho tôi xem cái danh mục là thấy tù lù mù luôn, không có vốn hóa đâu, khoảng vài ba chục thôi, nhưng mà mua là cứ mỗi loại có 200-300 cổ, xong rồi mua đâu tới gần 20 loại cổ phiếu khác nhau. Thì cái này là nếu mà các bạn muốn lúc này mà lấy kinh nghiệm thì các bạn nên mua như vậy. Tức là cái giai đoạn mà các bạn mở tài khoản này này à, các bạn mua chơi mua bời á à, thì các bạn có thể mua vậy được à. Các bạn nhớ để các bạn hiểu cái cách cái cổ phiếu nó đi như thế nào để các bạn tích lũy. Còn khi đã chuyển sang cái giai đoạn này, giai đoạn đầu tư này rồi thì các bạn không không thể nào mà mua một cái danh mục như vậy. Thì ví dụ như bây giờ với 100 ha, thì nếu mà để theo phương pháp mà nếu là tôi ha, và là phương pháp an toàn nhất, thì các bạn có thể là chia sẻ sao ta, khúc này nếu mà ngắn hạn thì các bạn có thể mua khoảng hai cổ phiếu thôi. Tức là các bạn gọi là các bạn cần bỏ tiền vào mà các bạn muốn rút tiền ra nhanh á, tức là gọi là lướt sóng á à, thì các bạn lướt thì các bạn mua hai cổ phiếu thôi, tức là hai loại cổ phiếu khác nhau thôi à. Còn cổ phiếu nào thì các bạn phải tự xác định, hiểu không ta? Tức là các bạn phải tự xác định là mua con nào nó có lợi hay là gì đó, các bạn phải có những cái phương pháp. Hoặc là nếu bí quá thì các bạn có thể là mua theo những cái video clip mà tôi khuyến nghị chẳng hạn, nhưng mà cái đấy là tôi không không gọi là không khuyến khích. À, và sắp tới có thể là tôi sẽ không không đưa ra những cái khuyến nghị như vậy nữa. Thật ra thì nó cũng rất là áp lực cho cá nhân tôi cũng như là các bạn ha. Bởi vì có nhiều bạn cũng comment nói là anh không thể là mà đưa cho em con cá biết được, anh phải cho em cái cần câu. Thì đấy, tôi trước giờ là mục đích của tôi là đưa cái cần câu cho các bạn và chỉ cho các bạn chỗ có cá để các bạn câu. Đó, vậy thôi, còn còn câu được hay không là quyền của các bạn, chứ tôi không thể là vừa đưa cần câu xong này vừa đưa cho cả con cá móc sẵn vào đấy, các bạn chỉ việc nhấc lên thôi. À, thì sau này các bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều. Đó, mà lỡ tôi không ra clip thì lại là nhiều bạn comment hỏi liên tục thì không nên. Cho nên là các bạn nếu lướt, các bạn mua hai cổ phiếu thôi, ví dụ chia ra 100 thì các bạn lấy 50-50 à, mua hai cổ phiếu lướt và đặt cái mức lợi nhuận mà các bạn mong muốn ở đây à, các bạn nhớ đặt cái mức lợi nhuận thì các bạn bán đi à, tôi cũng không chỉ cho các bạn bán khi nào. Và cái này là cái mục đích của các bạn ha, bởi vì cái này các bạn phải phải bỏ tiền vào thì các bạn phải biết khi nào các bạn rút ra và cái mong muốn lợi nhuận của các bạn là bao nhiêu. Thì cái đấy nãy tôi nói rồi, thì các bạn đạt thì các bạn bán đi. Đấy. Rồi giờ có nhiều người hỏi mà lâu dài thì phân chia cái danh mục như thế nào cho nó hợp lý. Ví dụ nắm giữ với 100 này thì bạn nắm giữ như thế nào? Thì trong cái video hôm trước mình có chia sẻ là cái quay lại video này coi. Đây, chọn cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị hay là cổ phiếu cổ tức. Nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn xem lại video này. Thì các bạn thấy là
nên cái quản lý cái danh mục làm sao cho nó, thứ nhất là nó đã phải đảm bảo cái tính an toàn, bởi vì trong thị trường này ha, còn vốn là còn tất cả, và cái nguyên tắc đầu tiên đó là không để mất vốn, hay là nói đúng là bảo toàn vốn là nguyên tắc đầu tiên. Thì như vậy chúng ta phải chọn phương án an toàn. Trong khi mình chia sẻ như vậy thì cũng có nhiều bạn rành rồi, có những nhiều bạn có kinh nghiệm thì nhảy vô nói là anh chơi vậy nó an toàn quá. Thì đúng rồi ha, chúng ta đầu tư mà, chứ chúng ta không phải là chúng ta kinh doanh hay là chúng ta mong muốn cái gì hết. Đó, thì chúng ta phải an toàn trước, chúng ta không phải vì nghe chúng nó mô kích hay là nghe một ông môi giới hay nghe ông nào bảo cứ anh ơi mua đi rồi bán ra đi, mua đi bán ra, nó cứ xúi chúng ta mua đi bán ra liên tục. À, thì chúng ta sẽ cụt cái nguồn vốn này rất là sớm, bởi vì lý do chúng ta tốn phí chứ chẳng phải bị cái gì hết, có thể chúng ta không thua đâu, nhưng mà nói chung trong thị trường này tôi nói các bạn hòa là các bạn đã đang thua. Các bạn nhớ nha, đối với cái thị trường chứng khoán này các bạn hòe, tức là một cổ phiếu các bạn mua vào với giá 100 bán ra với giá 100 là các bạn thua rồi đó. Cho nên các bạn phải lãi, à, phải lãi đó. Cho nên là đừng có nghe người ta là phải nên mua bán nhiều hay là phải phải chọn cái cổ phiếu nó mang tính gọi là biến động nhiều nhiều thì mới có lãi, ví dụ vậy. Không không cần nghe tụi nó xúi như vậy. À, các bạn cứ cứ quản lý cái danh mục, quản trị cái danh mục làm sao cho nó an toàn trước. Thì các bạn có thể lựa chọn một cái cổ phiếu nào đó nó thuộc nhóm cổ phiếu phòng thủ và cổ phiếu an toàn. Cổ phiếu an toàn tức là cổ phiếu thuộc về những cái nhóm ngành mà như tôi chia sẻ đó, là nó tức là lúc nào chúng ta cũng cần ha, ví dụ như ngành điện rồi ngành công nghệ viễn thông ví dụ vậy ha. Đây ví dụ tôi giới thiệu mà các bạn có thể lựa chọn này, à, ví dụ như FPT chẳng hạn, RE đúng không, ví dụ một trong ba cái cổ phiếu này thôi ví dụ vậy, à, hoặc là cổ phiếu nào khác ha, cổ phiếu nào nào khác mà chúng ta có thể là cân nhắc được, à, ví dụ GMD hay gì gì đó thì tùy các bạn ha, hoặc là cổ phiếu điện đi chẳng hạn, GEG đi đó, thì những cái cổ phiếu này nó thuộc cái nhóm mà nó gọi là an toàn, à, nhóm này nhóm cái nào cũng cần lúc nào cũng cần, nhóm này nhóm phòng thủ, à, đó, ví dụ vậy. Thì các bạn thứ nhất là các bạn chọn một trong với vốn 100 ha, với vốn 100 các bạn chọn một trong trong những cổ phiếu nó thuộc nhóm này, tôi đang nói nhóm này thôi ha, chứ tôi không phải là bắt buộc các bạn mua những cổ phiếu này, cũng có thể các bạn mua cổ phiếu này cũng được, nhưng mà nó phải thuộc nhóm này đó. Đây, thứ hai thì các bạn có thể chọn một cái nhóm mà nó có thể là nó có biến động và nó theo cái chu kỳ mà nó cao hơn một tí, ví dụ như là VRE chẳng hạn, HVN này đó, rồi ví dụ Nam Long chẳng hạn về bất động sản, rồi ví dụ như là gì nữa, HDC này, nhà Đà Nẵng này, ví dụ vậy ha, nó có tiềm năng nó tăng trưởng đó, và thị giá nó cũng sẽ tăng, à, thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta chọn một thêm những cổ phiếu này nữa, à, là cái nhóm này nhóm tăng trưởng. Cái nhóm thứ ba hoặc là nhóm này thì chúng ta còn có thể cân nhắc thêm một số các cái cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành tài chính, nó cũng sẽ có những cái lợi nhất định, ví dụ MBB chẳng hạn, SSI này, HCM này. Đặc biệt là các bạn lưu ý là trong cái cuối tháng 6 này nó phát hành chứng quyền ha, thì việc mà các công ty chứng khoán nó có thêm lợi nhuận, nó có thêm nhiều thứ khác, thì đặc biệt là cái doanh thu của các công ty chứng khoán trong năm nay thì có thể là sẽ tăng hơn năm trước rất là nhiều. Các bạn lưu ý, cho nên là việc chúng ta nắm giữ cổ phiếu của các công ty chứng khoán, cụ thể là hai công ty chứng khoán này, cũng cũng là một cái giải pháp an toàn và rất là hay đó. Rồi một cái nhóm mà chúng ta nên nên quan tâm, nó một cái nhóm nó trả cổ tức cao mà thị giá nó có thể thấp một tí, thường là dưới 20 thì nó mới lợi nhiều. À, thì tôi giới thiệu luôn cho các bạn thì một số cổ phiếu mà các bạn có thể cân nhắc, ví dụ như là HMC này, VMC này. À, nói chung là những cổ phiếu này tôi nắm giữ luôn đấy, tôi khoe luôn là cho các bạn, nên các bạn khỏi phải tìm hiểu rồi khỏi phải đi hỏi người ta làm gì hết, thì lúc nào cũng cứ nhắn tin hỏi anh ấy, có thể bí mật anh chia sẻ cho em, bí mật mà chia sẻ đây còn gì là bí mật nữa đúng không, nhưng mà tôi cứ nói toạc ở đây là ông nào muốn mua mua, không mua thôi, tôi mua rồi tôi chẳng bán mấy cái này đâu mà tôi sợ đó, ví dụ vậy ha. Nó có nhiều bạn nhắn tin cho mình cũng nói mua những cổ phiếu này rồi, mua từ rất lâu rồi ha. Chứ hôm nọ trong cái video clip mình chia sẻ thì mình chia sẻ về cái gì ta, về đầu tư cổ tức như thế nào hiệu quả, như mình cũng có chia sẻ cái này rồi, mình chẳng giấu các bạn cái gì cả ha, các bạn hết sức lưu ý như vậy đó. Thì ví dụ nhóm này các bạn nắm giữ một trong những thằng này đi, rồi cái nhóm này các bạn cũng có thể nắm giữ một trong những thằng này đó, và nhóm này các bạn nắm giữ, thì tôi nói là nếu các bạn chọn mà full tài khoản với bằng này thì chưa hết 100 triệu, à, dù các bạn chọn cỡ nào, tôi nói chọn cỡ nào trong này, các bạn chọn ba cái nhóm này, mỗi nhóm một cổ phiếu này, tức là các bạn nắm giữ khoảng ba cổ phiếu cho lâu dài thì không bao giờ hết 100 triệu đó, thì số còn lại có thể mười mấy 20 triệu các bạn bắt đầu lướt, à, các bạn mang đi các bạn lướt, thì lúc này các bạn lướt cổ nào cũng được, một hai cổ gì đó, và với lúc này á, mà cái số còn lại các bạn lướt thì các bạn lưu ý lướt những cổ phiếu penny ha. Lướt cổ phiếu penny là cổ phiếu như thế nào, ví dụ như là các cổ phiếu penny mà chúng ta thấy cái giá nó khoảng dưới 10 ấy, thì chúng ta có thể lướt được ha.
lên được. Còn những ví dụ cả giả sử như kể cả những cái cổ phiếu này khi mà nó tăng đến cái mức như mức lúc nãy tôi nói, đặt cái lợi nhuận của các bạn thể bán ra. Ví dụ các bạn nói mua FPT mục tiêu của các bạn là lãi 10% thì nó tăng đủ 10% là các bạn bán ra. Đó, rồi hoặc là trong cái đám này có HCM hay SSI gì nó tăng tới là các bạn bán ra. Còn việc nó giảm là kệ nó ha. Thị trường giảm chúng ta cũng đã tin tưởng, chúng ta nắm giữ rồi thì chúng ta hoàn toàn yên tâm và tin vào nó. Đó. Rồi còn khi các bạn lướt thì các bạn có thể lướt một số cổ phiếu mà nó thị giá thấp thấp á, giống như hôm trước mình chia sẻ, ví dụ là TNI hay là, nói chung các bạn lướt mà cái lướt cái dòng penny thì các bạn hết sức lưu ý là đầu tư với tỷ trọng nhỏ thôi, phải rõ rõ xu hướng chúng ta mới mua. Còn không thì các bạn 10 triệu 20 triệu các bạn lướt những cái cổ phiếu thuộc nhóm này, nhóm 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 biến động cũng được, nhóm HDC HNDN này cũng được, là làm từ liêm này nọ ví dụ vậy, SSI cũng được, các bạn có thể mua mua ít mua nhiều như vậy, nó tính theo phần trăm lợi nhuận chứ nó không tính theo cái thị giá, không tính được mua nhiều hay mua ít, mà nó tính theo ví dụ các bạn đầu tư ra 100 triệu mà lãi 10% thì các bạn được 10 triệu. Còn cái việc các bạn mua bao nhiêu cổ phiếu là kệ chứ. Đúng không? Các bạn mua 1.000 cổ phiếu mà các bạn lãi 10% thì nó vẫn là cái số tiền đó, mà các bạn mua 100 cổ phiếu mà lãi 10% thì các bạn vẫn lãi bằng đó tiền. Cho nên là nó không quan trọng các bạn mua được nhiều cổ phiếu hay ít cổ phiếu, là các bạn hết sức lưu ý như vậy. Đó, thì là cái cách mà chúng ta quản trị danh mục ha. Nếu mà lướt không, chỉ lướt không, không có gọi là dài hạn thì chúng ta mua hai cổ phiếu thôi cho nó dễ quản trị danh mục. Mà nó có thể, tôi nói thật là ví dụ trường hợp mà các bạn có thể chạy á, giống như trường hợp mà nó bị cháy á, thì các bạn có thể là bán cho nó, đặt lệnh bán cho nó nhanh, cho nó kịp. Chứ còn các bạn quản lý một danh mục 20 cổ phiếu, tôi nói lúc các bạn khớp lệnh bán hết 20 cổ phiếu hoặc mất 15 phút rồi, mà trong khi nó rơi chỉ cần 3 phút thôi là nó mất tiêu rồi. Nhưng lên thị trường này nó lên bằng thang bộ mà nó xuống bằng thang máy, mà chạy không kịp. Đó, nó là một cái kinh nghiệm thôi, các bạn nắm ý thôi chứ không cần phải nắm nhiều. Đó, thì trong bằng này các bạn thích cổ phiếu nào các bạn cứ có thể nắm giữ. Tôi chia sẻ hết ở đây rồi đó, các ông tự lựa chọn nha, chứ bắt đầu tí thì chia sẻ xong cái lát comment dưới bảo anh ơi trong cái đám anh chia một nùi đấy thì anh lọc qua cho em ba con coi. Mà tôi không lọc đâu nha, các bạn tự chọn đó, chắc chắn là như vậy, sẽ có người hỏi cho mà xem. Chia sẻ vậy rồi đấy mà sẽ có người hỏi cho mà xem. Đó, thì rất là thẳng thắn với nhau như vậy ha. Đó, rồi là chia sẻ đến đây. Thì đó là cái cách mình nói ha, cách mình nói thôi, chia sẻ với các bạn như vậy. Vậy thì lúc này các bạn lại quan tâm đến một vấn đề nữa, đó là cái phương pháp. Tôi chia sẻ với các bạn là phương pháp thì rõ rồi ha. Phương pháp thì chúng ta nãy giờ tôi chia sẻ rồi đó, phương pháp thì chúng ta phải học kiến thức, học kiến thức bằng nhiều cách, nhưng mà cái khó nhất để chúng ta đầu tư mà cái này là tôi chia sẻ kinh nghiệm, khó nhất để chúng ta đầu tư trong cái thị trường này là không phải là kiến thức, cũng chẳng phải là lựa chọn cổ phiếu nào. Tôi nói thật luôn đó, bởi vì kiến thức chúng ta học được kiến thức chúng ta học được, chúng ta tích lũy được về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hay là đọc báo cáo tài chính này kia, các bạn học dễ lắm, học người này học người nọ, thậm chí các bạn, tôi nói thẳng là xem các video clip của tôi các bạn cũng biết nữa, phân tích điểm mua điểm bán các bạn biết luôn, nó dễ biết lắm. Tôi nói chung mình chỉ nó cũng dễ hiểu chứ không đến nỗi nào mà nó khó như những người khác ha. Ví dụ vậy thì các bạn hiểu hết, các bạn biết hết ấy. Nhưng mà thực tế vào chơi vẫn thua là làm sao đó, là làm sao, bởi vì cái khó nhất trên thị trường này nó không phải là việc mà chúng ta có kiến thức hay là lựa chọn cổ phiếu, mà cái khó nhất là chúng ta quản lý cái cảm xúc của chúng ta, quản trị cảm xúc của các bạn, tức là cái việc các bạn ra quyết định ha. Cái khó nhất, tôi xóa bớt đi ha, cái khó nhất của các bạn là vấn đề các bạn ra quyết định. Ra quyết định ở đây là việc các bạn mua hay là các bạn bán. Cái này là cái khó nhất. Cái phần này là phần khó nhất đối với tất cả các nhà đầu tư, chứ không phải việc các bạn học. Học thì dễ lắm, tôi chỉ cho các bạn là một buổi sáng thôi, nếu các bạn ngồi nói chuyện với tôi là các bạn có thể là rành hết mọi thứ ha, biết hết để các bạn có thể là mua bán cho hiệu quả. Nhưng khi các bạn biết rồi thì cái việc mà các bạn ra quyết định này nó mới là quan trọng này. Bởi vì đối với thị trường là cái vấn đề này nó quan trọng lắm. Tức là khi các bạn mua vào một cổ phiếu khi mà cổ phiếu mà nó tăng cổ phiếu mà tăng thì lúc này tôi làm nhỏ lại cái này để cho nó dễ cho chữ nó nhỏ. Các bạn lưu ý khi mà cổ phiếu tăng thì lúc này là chúng ta hưng phấn, tức là cực kỳ hưng phấn, cả thị trường hưng phấn và chính chúng ta, tức là tôi đang nói về bản thân cá nhân của chúng ta nha. Đó, các bạn nắm cổ phiếu rồi, cổ phiếu về tới tài khoản rồi, khi mà cổ phiếu tăng thì các bạn lại hưng phấn và lúc này lòng tham lúc này lòng tham của các bạn trỗi dậy. Tức là khi mà các bạn mua cổ phiếu có về rồi, chúng ta nắm giữ rồi, nó tăng 5% 7%, lúc này lòng tham của các bạn trỗi lên, bởi vì các bạn biết
bắt đầu lúc đặt câu hỏi là thị trường còn lên nữa không ta, cổ phiếu của mình còn lên nữa không ta, bây giờ mình bán có uổng quá không ta, rồi bán xong cái lỡ nó tăng nữa là làm sao ta đó, rồi ví dụ lời 10% có ít không ta hay là phải để lên 20% mới bán ta đó, hỏi hỏi liên tục những câu hỏi như vậy đó. Thì chúng ta cứ phân vân lúc này là do lòng tham, chúng ta cứ phân vân, chúng ta không biết là nên chốt hay không đó, để lòng lòng tham nó trỗi dậy và chúng ta không kiềm chế được, chúng ta không biết là có không đưa ra được cái quyết định là bán hay là mua đó, hoặc là khi cổ phiếu nó về tới cái mức mà điểm hỗ trợ rồi ai cũng nói mua rồi, bảo chứ có còn xuống nữa không ta đó, rồi có nên mua vào chưa đó, thì đó là cái lòng tham. Vậy rồi còn khi mà cổ phiếu về trong tay của các bạn mà nó giảm đó, thì lúc này các bạn lại gọi là lo sợ, hoảng loạn, lúc này các bạn hoảng loạn giống y như phiên hai phiên hôm cuối tuần vừa rồi ạ. Rất nhiều bạn nhắn tin cho mình ha. Đó. Lúc này các bạn hoảng loạn là giống như một hiệu ứng FOMO xảy ra, là các bạn bán tháo. À, bán tháo thì lúc này các bạn lo sợ là bán tháo, không biết là chắc là nó còn xuống nữa, sợ lắm bán bớt ra để chốt chốt lỗ, không không lỗ nữa, dừng lỗ, gọi là stop loss, dừng lỗ tại vị trí này. À, chứ không là mất thêm tiền rồi này kia rồi tiếc rẻ, rồi tại sao không mua cổ phiếu kia mà ta lại mua cổ phiếu này, trời ơi nãy ông nói tao mua mua cổ phiếu khác mà sao tao dại quá, tao đi mua cổ phiếu này cái nó xuống rồi giờ giảm quá rồi giờ làm sao đây, lỡ thua hết thì sao, nó giảm 100% rồi làm sao, nó về không đồng thì sao, rồi công ty phá sản thì sao 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 sao, lúc này một vạn câu hỏi tại sao và tại sao đó. Tức là khi nó lên các bạn hỏi tại sao, ồ, tại sao nó lên dữ vậy, nó còn lên nữa không, và khi nó xuống mà không biết nó còn xuống nữa không đó, thì các bạn hết sức lưu ý là cái khúc này là cái tâm lý của các bạn là hoảng loạn ha, hoảng loạn và lo sợ đó. Thì thực tế trong cái thị trường này chúng ta đầu tư là chúng ta kiềm chế được hai thứ ha, đó là lòng tham và nỗi sợ hãi, nỗi lo sợ này, để các bạn ra một cái quyết định mua bán cho nó phù hợp. Tôi nói là nhận chọn đúng cổ phiếu thì dễ rồi nha, xác định điểm mua bán dễ rồi nha, nó có phương pháp, nó có cách thức hết rồi, nó rất dễ luôn. Nhưng mà đấy, giờ các bạn mua rồi, hôm nay có những bạn nhắn cho tôi bảo ví dụ PHR thì em mua nó lãi tới mười mấy phần trăm này, không bán này nó xuống quá giờ làm sao anh. Nó tức là các bạn đang 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 gọi là thấy lúc này là các bạn sợ nhất là cái này gì, các bạn dễ lòng tham của các bạn là các bạn nhiều khi bảo trời lãi 10% ít quá, chắc nó còn lên nữa đấy. Nhưng mà cũng có khi lên thật, có khi các bạn vừa bán xong nó leo vèo 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 lên tiếp, bảo trời tiếc quá, tại sao vậy? Tại sao ta lại chốt sớm vậy? Tại sao ta không giữ lại? Đó. Nhưng mà nó lại lao xuống thì bảo trời ơi sao nãy không bán đi, trời ơi, sao hôm qua không bán đi mà hôm nay mới bán này, hồi vốn rồi đó. Rồi khi nó giảm cũng như vậy, mà có nhiều thằng nói lại nói lộn, nhiều 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 ông lo sợ quá là gọi là cắt bán ngay đáy nha, bán ngay đáy tức là sao, tức là nó giảm đến mức mà nó không giảm được nữa rồi mà vẫn hoang mang, vẫn lo lắng, tức là nó đè để nó gom mà chúng ta không biết, thì chúng ta bán ra cái các bạn vừa bán ra xong cái nó lao vèo 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 lên, lúc đấy mà trời ơi tiếc quá à, đấy là hoảng loạn, mà tức là lúc này các bạn hoảng loạn, các bạn không không thể phân biệt được đâu là địch đâu là ta nữa nó không biết phải xử lý như thế nào, nó thì nó dẫn đến việc các bạn ra quyết định mua bán nó sai à, các bạn ra quyết định mua bán nó bị sai đó, thì là chúng ta thua lỗ, nó nằm ở đó thôi, chứ còn thực tế thì đầu tư nó cũng đơn giản đúng không, các bạn xem những cái video mình chia sẻ thì thấy nó đơn giản, thấy nó dễ, nhưng mà nó khó nhất là ở khúc này quyết định mua bán đúng hay sai và lòng tham, nỗi lo sợ của các bạn đấy. Thì mình chia sẻ như vậy để chúng ta có thêm một cái góc nhìn về cái cách thức chúng ta đầu tư cũng như là chúng ta quản trị được cái danh mục đó, và cái vấn đề mình bôi đỏ đây là vấn đề mà quan trọng nhất trong cái video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Thì cũng hy vọng là thông qua video này các bạn có thể tích lũy thêm được những cái kinh nghiệm và những cái cách thức, của đặc biệt là các bạn kiềm chế được cái cảm xúc của các bạn. Có nhiều bạn nhắn tin comment hỏi anh ơi giờ nó rơi quá rồi em làm sao, tôi chỉ nhắn với các bạn một câu là kiên nhẫn thôi. Kiên nhẫn, các bạn cứ kiên nhẫn, bởi vì những nói thẳng nếu nếu mà là cổ phiếu mà tôi chia sẻ với các bạn để các bạn mua, tôi phím cho các bạn mua thì thực ra nó là những cổ phiếu cơ bản tốt, chứ tôi không dạy gì mua những cổ phiếu mà sắp bị gọi là hủy niêm yết hay gì. Thì cổ phiếu cơ bản tốt nó đi xuống rồi nó chắc chắn nó sẽ đi lên, cho nên các bạn phải kiên nhẫn nắm giữ. Có thể là chúng ta mua nó vào cái thời điểm nó không tốt hay là bị thị trường nó quá xấu đi thì nó giảm rồi nó sẽ lên lại thôi. Thì luôn luôn tôi muốn nói với các bạn là kiên nhẫn. Hôm trước tôi cũng có chia sẻ rồi đó ha. Thứ nhất là chúng ta kiên định về cái phương pháp, kiên định về phương pháp của chúng ta, phương pháp đầu tư của chúng ta, kiên định về cái cổ phiếu mà chúng ta lựa chọn đó, và chúng ta kiên nhẫn hay là kiên trì nắm giữ chỉ một thuật hai câu này thôi, và các bạn phải phải biết như vậy. Chúng ta kiên trì, còn nếu chúng ta không kiên trì được thì tôi luôn luôn nói đó các bạn, chọn ngành khác, chọn kênh khác để các bạn đầu tư
không không thể ăn sổi ở thì với cái thị trường này được. À, thì đó là một số các cái chia sẻ để làm sao đó chúng ta cứ cố gắng. Và nhiều khi tôi vẫn có những bạn mà hoảng loạn lo lắng thì chúng ta còn 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 kịp, tôi nói có nhiều bạn còn kịp nhắn tin để hỏi tôi, mà nhiều lúc tôi chưa trả lời kịp thì nhiều khi các bạn đã đặt lệnh bán xong rồi bắt đầu mới hỏi, ví dụ vậy. Tức là các bạn rối quá, các bạn không biết phải làm thế nào đó. Còn nếu mà các bạn hỏi tôi thì lúc nào tôi cũng nói các bạn kiên trì kiên định thôi, còn việc bán hay không là quyền của các bạn ha, và chắc chắn tôi đã đảm bảo chắc chắn nó sẽ lên lại thế thôi, còn giữ được hay không là các bạn hoảng quá các bạn bán, các bạn cắt lót thì tùy các bạn thôi, không không sao hết đó. Rồi cái gì ta, à, còn một ý gì nữa, à một ý nữa là tôi hay chia sẻ với một số bạn á, là nhắn tin á, là trong trường hợp mà các bạn lo sợ quá, tức là ví dụ các bạn nắm giữ một cổ phiếu nào đó, à, đến lúc mà các bạn, tôi nói là các bạn muốn bán lắm rồi, tôi nói là các bạn không thể chịu đựng được nữa, thì các bạn giữ nó lại dùng tôi thêm 3 ngày nữa rồi. Tức là ví dụ các bạn bảo thôi anh ơi hôm nay nó giảm quá rồi em không thể kiềm chế được nữa, em quyết định phải bán. Đó, thì đến cái lúc nào các bạn nói được câu đó thì các bạn ừ thì coi như các bạn bán rồi, các bạn đừng bán nữa, các bạn để đó thêm 3 ngày nữa cho tôi. Tức là khi mà tôi nói là khi các bạn cầm cổ phiếu đó mà các bạn không chịu đựng được thì những người khác người ta cầm nó người ta cũng không chịu đựng được. Các bạn hiểu không ạ? Thì lúc đấy người ta đã bán ra rồi và các bạn bán theo người ta, tức là FOMO theo người ta, là các bạn gọi là hùa theo đám đông rồi, thì các bạn dừng lại cho tôi thêm 3 phiên nữa thôi. Và chắc chắn là sẽ quay đầu đi lên. Đó cho nên là có nhiều bạn là vô các bạn hay lắm. Mua cổ phiếu mới vô các bạn nhảy vô, các bạn mua cái thấy nó cắm đầu đi xuống à. Nhưng mà vừa bán xong nó đi lên, tức là cái kiểu đứng núi này trông núi nọ. Xong cái các bạn mua nhìn cổ phiếu của mình nó giảm, cái nhìn cổ phiếu người ta nó tăng, bảo trời ơi sao mà kỳ vậy, sao tôi mua mà nó đi xuống mà người ta mua đi lên. Cái các bạn cắt lót ha. Bán con của mình với giá giảm, đua theo mua cái con đang tăng này. À, xong các bạn vừa mua con tăng này xong nó lại đi xuống và con này bắt đầu nó lại quay đầu nó tăng. Hay có cái nhìn này bảo ủa sao kỳ vậy, sao tao con này đang tăng ngon tao nhảy vô cái nó lại đi xuống mà con kia tao bán xong cái nó cắm đầu đi lên. Rất nhiều trường hợp các bạn sẽ bị như vậy và các bạn sẽ gặp những trường hợp như vậy luôn. Cứ mua vào thấy nó giảm mà bán thì cái thấy nó tăng. Đó, đó là lý do các bạn hoảng loạn và các bạn lo sợ. Cho nên các bạn phải kiên trì ha. Khi mà các bạn nói chung là muốn bán lắm rồi, giữ lại thêm 3 phiên xem như thế nào. À, còn như tôi là tôi giữ lại thêm 3 tuần. À, rồi để xem nó như thế nào. Thôi thì một số ý một vài cái kinh nghiệm ha, chia sẻ thêm để chúng ta có thêm một cái góc nhìn để cái cách thức mà chúng ta đầu tư. Nói nữa thì nó dài thì nhiều bạn lại chê cổ phiếu video clip dài ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.